not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have it all due. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live and love you, we'll have it all new. You look so beautiful. Chả nhà ai có ông rể quý, chả nhà
cho cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay, rồi đầy mâm bao đầy buồng, đầy nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tối ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tối ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tối ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son nảy áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong nảy tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Nhà ai có ông rể quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay, rồi đầy mâm này bao đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi mùa cưới. Trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cả những điều
Tình yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Thank you.
xuân về thì Minh Vân Cách đang tiến về sân khấu là người bố của cô dâu. Và những người thân trong gia đình của nhà cô dâu cùng chuẩn món quà để trao cho hai bạn đã tiến về sân khấu. Kính thưa hai họ thông gia hai gia đình, hôm nay tôi xin thay mặt cho họ nhà trai trước mắt xin chân thành kính ơn cảm ơn là ban tổ chức, kính ơn là cảm ơn họ nhà gái trong những cái giờ phút là tổ chức được sự là nhất trí của đảng ủy chính quyền của hai xã là cho phép tổ chức của là ngày vui của hai cháu. Thay mặt họ nhà trai trước mắt xin chân thành cảm ơn cầu cô chú bác thông gia hai họ hai gia đình một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng cảm ơn nhất đề nghị chúng ta nhân. Ngước lên hỏi sao trên trời sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Đã trao nhau tình yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm và tiếng cười sẽ tha ta từng ngày. Mai đây khi nắng lên, ta nắm tay bước trên đường dài. Đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm và tiếng cười sẽ theo ta từng. Thank you.
anh ngước lên hỏi sao trên trời, sao lâu lay sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó, ta cho nhau tình yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời, xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh, yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Ngày sẽ trôi qua em đêm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Mai để khi nắng lên ta nắm tay bước trên đường dài, đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Ngày lại trôi mau, chỉ còn lại chúng ta yêu dịu nhau vượt qua dòng tố. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày, và tiếng cười sẽ theo ta. Tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc, lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên cùng chia nhau ngọt buồn. Được sự nhất trí thuần thỏa của hai gia đình, hôm nay hò nhà trai và hò nhà gái tại vị trí điểm này được đi đâu? Trước mắt thì hò nhà trai đến để gặp hò nhà gái và có cái trao đổi là bao nhiêu hiệu thuốc miếng trâu là đầu câu chuyện. Trước mắt đó, là thay mặt hò nhà trai xin kính chúc như vậy là hai hò, hai gia đình thông gia, cầu cô chủ bác của hai họ, đặc biệt với nội những nhà gái một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Xin thưa đại diện cho họ nhà gái và thông gia, cầu cô chủ bác của bên gái, quãng đường của chúng ta là từ Nghệ An tại bao nhiêu anh rồi, chỉ còn khoảng 80 km nữa là tới nhà họ nhà gái. Vậy thì mọi vấn đề tập tục và thủ tục đã đại khái rồi. Bây giờ như vậy á là xin mời hỏi nhà gái ăn trâu và hút thuốc rồi là uống nước. Đây hỏi nhà trai cũng xin mời hỏi nhà gái cầu cô chủ bán chúng ta lên xe để về tại hỏi nhà trai làm nghỉ tây là thủ tục trong hôn lễ. Thế nhưng mà cuối cùng xin kính chúc hỏi nhà gái và chúng ta học Dương cháu bước cô chủ bán nè, thông gia nè, ông Dương nè, bà Trương nè, các bác nè, các cậu nè, các cô bạn chủ, đặc biệt các cô gái rất là xinh đẹp này á, cho nên có như thông cảm nhá. Hôm nay thì tôi xin thay mặt cho đoàn điểm giáo giáo
được hết chuyện đến đây thì cũng rất là chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt dành cho chúng tôi, những nụ cười, những tình cảm rất sâu sắc. Và có gì chuyển biến thì cũng xin nhờ bên nội trao đổi lại về hình thức, về tổ chức, về phong cách đi lại để công việc đảm với cơn vui của hai cháu thành công tốt đẹp. Xin tại đây học đời đời chung thủy, chúc hai cháu và hai họ cùng nhau chuẩn bị cho lên xe. Mà ta đi mà còn và tin đồng ra hai bên cảm nhận. Cô sao đi bên anh thật vui sao, những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay cô em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi buồn mình lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng xa nhau, dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đã.
lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng.
Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con lúa, nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Lòng ngày cưới hạnh phúc.
giờ nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới anh là cô dâu. Đám cưới chủ giờ là anh. Và sau này mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé. Chết trai sau khi chính thức bước vào ngôi nhà phúc của mình, đấy là lễ gia tiên. Trên tay cô dâu đang cầm vòng hoa tươi thắm nhất của thủ đô mình, cùng với chú rể và cô dâu bước những bước chân hạnh phúc đầu tiên trên đường đời hôn nhân, về với vị trí đăng quang trong buổi chúc. Những tràng pháo tay của quý vị đã được dậy vang để đặt lộng lẫy hạnh phúc cho ngày hôm nay. Rất tuyệt vời thưa quý vị. Thì thưa quý vị, tình yêu là phép biểu màu, là chân lý sống mà chú rể và cô dâu để đích là hạnh phúc trăm năm trọn đời. Kính thưa quý vị, những màn pháo hoa rực rỡ, nhạc bé tiền ngày hôm nay đã được vang lên để quý vị chúng ta cũng đang nhìn ngắm vẻ đẹp hoàn mỹ lung linh của chú rể Tuấn Minh sánh duyên với cô dâu Thu Trang. Quý vị chúng ta hãy nổ một phần nữa thật là tuyệt vời để chúc mừng ngày hôm nay quý vị ơi. Anh chị và chú bạn trẻ nam thanh nữ tú gần xa, trải qua một cuộc hành trình đầy hơi thở của nắng và gió, từ quê hương Nghệ An về với quê hương Kỳ Thượng Kỳ Anh Hà Tĩnh trong ngày hôm nay, trên sân khấu Hoan Thương khởi chính là hình ảnh đẹp nhất của chàng rể Tuấn Minh sánh duyên với nàng dâu Thu Sáng. Chú rể cô dâu yêu nhau đã bao độ tăng tròn, biết nhau đã bao mùa lúa chín. Hôm nay đây, với được sự cho phép của chính quyền các cấp địa phương quê hương Kỳ Thượng Kỳ Anh Hà Tĩnh, được sự cho phép của chính quyền các cấp địa phương quê hương Thanh Chương Nghệ An, được sự tác hợp của song thân phương mẫu hai bên gia đình, chú rể cô dâu chọn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ tượng ngày hôm nay nên duyên vợ chồng. Xin được tân công thay lời cho những người làm chương trình đăng quang hạnh phúc nồng nhiệt hơn bao giờ hết tình cảm từ tất cả quý vị tân khách quý gần xa đã và đang bất chấp thời gian mạo của mình về tại sân khấu phúc của chú rể và cô dâu để chứng kiến chương trình lễ thành hôn của chú rể Tuấn Minh sánh duyên với nàng dâu Thu Sáng. Lời nói đầu tiên cho phép em xin thay anh thay lời cho những người làm chương trình đang qua hạnh phúc, đặc biệt lần nữa thay lời cho chú rể và cô dâu, xin gửi tới quý quan viên hai họ hai bên, gửi tới toàn thể quý vị tân khách quý gần xa, các bạn nam thanh nữ tú của xã nhà Kỳ Thượng, quê hương Nghệ An, xin gửi tới quý vị anh chúng ta lời kính chúc khỏe, lời cảm ơn thương và tất cả. Vâng, kính thưa quý vị, các chương trình đây theo mong lãng mạn của chàng rể Tuấn Minh. Năm canh thao thức, năm canh đầy, nửa cuối anh kê, nửa cuối chờ. Bây giờ thì không phải là mơ nữa, mà cách đây vài hôm thôi, cánh trao bóng mang tên chàng rể Tuấn Minh, nàng dâu Thu Sáng đã bay đi từ bốn phương tới tận tay của quý vị, tận tay quý gần xa ta. Và quý vị ơi, một chút nắng, một chút gió, một chút mưa đường và cả những người thân quý vị đã và đang đi từ về đây. Với một lý do rất đặc biệt là mừng trai phúc đôi, mừng cho các bạn trẻ nên đôi vợ chồng, không để quý vị anh chúng ta chờ đợi lâu hơn một tích tắc, một giây phút nào nữa. Thay lời cho ban tổ chức long trọng tuyên bố tơ hồng thắm đượm dân quê. Sau đây chương trình buổi đại lễ thành hôn của chú rể Tuấn Minh sánh duyên với nàng dâu Thu Sáng chính thức được bắt đầu. Thank you.
Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là các chương trình đầy thơ mộng lãng mạn của chú rể Tấn Minh và nàng dâu Thu Trang đã về bên bài phúc của mình trong buổi chiều nay. Và lúc mà đầu của ban thì chúng tôi đã chỉ vào con số hạnh phúc 11:55:59 tích tắc, một con số đồng hồ mà quan viên này họ đặc biệt hơn chàng rể và cô dâu đã từng mong mỏi chờ đợi biết bao nhiêu năm tháng từng ngày. Chuyện tình nay đã thành đôi, thiệt tình nay đã về nơi đến tên. Mỗi một chúng ta đến đây nên được tự hào niềm hạnh phúc mà chú rể cô dâu đón nhận tình cảm từ tất cả quý vị anh chị chúng ta. Đố ai đã biết tình yêu của đất đôi nảy sinh từ lúc nào mà ta chỉ thấy một lần nào đó, thấy Minh nghe mắt gật đầu, thấy sáng ửng hồng đôi má, do dù nhầm thơ xuân từ đó Minh đêm mơ ngày mộng sáng thầm nhớ thầm thương, hẹn cùng nhau xây dựng quê nhà cho ngày mai muôn thuở đời thêm hoa, cho quê hương rộn ràng tiếng reo ca, cho bề dệt mộng tình thêm bắt đầu. Giây phút hạnh phúc ngày nay xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ hãy minh chứng tình yêu cho nhau qua đời vòng nhẫn cưới. Xin được trân trọng kính mời đôi bạn nam bên gia nhân đến với nghi lễ đầu tiên theo cho nhau đời vòng nhẫn cưới, kỷ vật cho đời trong ngày cưới. Yêu cháy mãi không tàn, hoa tình yêu nở mãi trong niềm hạnh phúc của hai em từ đây và mãi mãi. Trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất là nhiều. Từ đây hai trái tim vàng trong năm vẫn đập nhịp nhàng bên nhau, một có đau không thể thiếu đau cho nên thắm cho lòng anh say. Trước sự hiện diện đông đủ của quý quan viên hai họ hai bên, toàn thể quý vị tân khách quý gần xa, ban tổ chức nói xin được bật mí với toàn thể quý vị rằng mới có ca thôi tràn về Tấn Minh còn là một mình. Tối nay chắc chắn chú rể sẽ có người tình trăm năm làm bên, và có lẽ rằng tay trái thì chú rể để ở trên đầu, còn cánh tay phải chú rể hỏi cô dâu là để đâu bây giờ. Cô dâu thu sáng thu thị trả lời, tay trái anh cứ để thoải mái ở trên đầu, còn cánh tay phải anh để ở đâu thì tê. Và xin chúc cho hai người luôn luôn hạnh phúc bên nhau, chúc chú rể cô dâu sớm có con trai đầu lòng để mẹ bế bao bồng ông tung bà chiều, năm thứ hai có một công nhân ra đời, và để chứng minh tình yêu của mình trong ngày cuối trong ngày hôm nay, ban từ chúng tôi đề nghị chàng để hãy dành tặng cho cô dâu người vợ yêu quý của mình một nụ hôn thật ngọt ngào, thật nồng cháy được không chú rể và mình ơi? Được ạ. Rồi thì thưa quý vị, những nụ hôn của ngày hôm qua hôm kia chúng ta đã qua một bên, và hôm nay đây là nụ hôn nồng cháy nhất, hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất, đẹp đẽ nhất mà chú rể và cô dâu minh chứng cho nhau, trao cho nhau trong ngày cưới ngày yêu thương của mình. Xin mời chú rể hãy quay một góc 37 độ sang phía cô dâu đi ạ. Xin mời cô dâu hãy quay một góc 39 độ nam sang phía chú rể. Vâng, để một nụ hôn thành công nhất, xin mời chú rể hãy đặt bàn tay mạnh khỏe của mình lên eo của cô dâu. Xin mời đôi bàn tay xinh xắn, khéo léo, nhỏ bé của cô dâu đặt lên bờ vai của chú rể. Đây là bờ vai vững chắc để cô dâu tựa vào suốt quãng đời của mình. Quý vị có thấy chú rể chúng ta xinh không ạ? Có thấy cô dâu đẹp không ạ? Đây là mối tình gái xinh đã đóng đinh và cái đẹp thưa quý vị. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức nụ hôn ngọt ngào nhất mà chú rể và cô dâu minh chứng cho nhau. Tôi đến 1, 2, 3, chú rể đặt bờ môi ngọt ngào của mình lên bờ môi cô dâu. Xin thông báo vấn đề âm dưới 18 tuổi không nên nhìn và không nên bật tiếp theo. Và bây giờ là giây phút thành công nhất. 1, 2, 3, cổ tay lên quý vị ơi, rất tuyệt vời thưa quý vị. Và quý vị và các bạn đã được chứng kiến những giây phút thăng hoa đẹp đẽ lãng mạn mà chú rể của cô dâu minh chứng cho nhau trong ngày cưới ngày yêu thương của mình. Và quý vị, dẫu mai sau chăng nữa chúng ta không thể quên được câu hỏi dành từ song thân phụ mẫu hai bên gia đình, những người làm cha làm mẹ đã từng một nắng hai sương, dầm mưa dãi nắng, là những người đã từng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, những người đã từng chất chiêu những dòng sữa đầu đời để nuôi con khôn lớn và trưởng thành. Hôm nay đây nhìn thấy hai con em để giải thất, cha mẹ hai bên gia đình rất vui mừng và rất phấn khởi. Chính vì vậy, giờ phút này trân trọng kính mời một vị đại diện cho hai bên bốn họ, hai bên gia đình lên khấu để có được lời cảm tạ cũng như lời cảm ơn tất cả quý vị tân khách quý gần xa. Trân trọng kính mời vị đại diện cho hai bên gia đình, cho hai bên gia đình lên khấu để có được lời phát biểu trong buổi chiều nay.
Kính thưa hai họ, kính thưa các cụ ông, cụ bà, các cô, chú bác, nam nữ, đoàn viên thanh niên, kính thưa toàn thể huân trường, nhờ duyên số của hai cháu đến với nhau, hôm nay được sự bàn bạc thống nhất của hai gia đình, hai họ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu tại hôn trường hôm nay. Tôi xin thay mặt cho họ ngoại đến gia dâu phát biểu đôi lời. Trước hết, chúng tôi cũng xin nhiệt liệt cảm ơn sự đón tiếp của gia đình thông gia họ ngoại đã dành cho chúng tôi những nụ cười, những tình cảm rất thân thiết và khó quên. Sau đây xin có một ý nhỏ. Cháu Sáng sinh ra và lớn lên tuổi đang còn thơ, va chạm xã hội còn ít, do vậy mong gia đình thông gia và họ nội hết sức tận tình giúp đỡ dạy bảo cháu để hai cháu trưởng thành đôi lứa và hạnh phúc trăm năm. Cuối cùng cùng xin thay mặt cho họ ngoại xin kính chúc quý vị đại biểu, chúc toàn thể hôn trường mạnh khỏe, chúc các gia đình thông gia mạnh khỏe, chúc cho hai cháu hạnh phúc trăm năm. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể quý vị, toàn thể quý, đúng là chim tung cánh loan tiếng mừng hạnh phúc, Huế tươi đón ánh nắng bình minh với đôi bạn trẻ đẹp xinh, đẹp xuân đôi lứa mặn mà trúc mai, họ hàng từ bắc gần xa đến mừng hạnh phúc tàu tầm cập kê, chúc cho duyên thắng đá kê trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Vâng, quan viên và nhà gái đại diện có món quà để gửi gắm tới hai em trong ngày hôm nay. Và chúng ta dành tặng cho đại gia đình hai họ một tràng pháo tay lớn thật kêu thật rộn rã. Quý vị ơi, xin được thay lời cho cô dâu và chú rể ghi nhận và cảm ơn những món quà cũng như là phát biểu đến từ quan viên hai họ hai gia đình rất là nhiều. Kính thưa quý vị anh chị và tư vấn đề hỏi tấm bên ấy dạt cầu xanh chưa, đôi ta ý thích lời thưa, để ngày sau hỉ anh đem về, và ngày đó chính là ngày hôm nay, ngày mong tơ và nguyệt đã xe cho kiến đắp cho lứa đôi nên nghĩa vợ chồng, ngày mà chú rể và cô dâu chính thức nắm chặt đôi bàn tay nhau để chồng lại con thuyền hạnh phúc của mình về đến bến bờ trăm năm. Giây phút hạnh phúc thăng hoa này đây, tân tăng kính mời đôi tân lang tân gia nhân hãy cùng nhau đến với nghi lễ cắt bánh phu thê. Kính thưa quý vị, đôi bánh tượng trưng cho ba chữ: chữ trung, chữ hiếu và chữ tình. Chữ trung thì em nghĩ cho cha, chữ hiếu cho mẹ, đôi ta chữ tình. Xin được trân kính mời chú rể vinh dự đăng năm vững bền, và quý vị ta hãy dâng ba một tràng nữa để làm kêu mừng hạnh phúc chúc tân ngày được quý vị ơi. Xin được trân kính mời chú rể hãy ra mình vào cho cô giáo ạ. Vâng, vì ngọt trong tình yêu không thể thiếu với một gia đình hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời chú rể hãy ra vị ngọt cho cô dâu, hãy chọn cho mình trong một ngàn mẫu người vợ của mình. Vâng, cô dâu đang thưởng thức vị ngọt mà chú rể dành cho mình. Và khi chú rể có qua có lại thì mới toàn lòng nhau, xin mời cô dâu hãy ra vị ngọt cho chú rể ạ. Vâng, rất tuyệt vời, rất lãng mạn và rất đẹp đẽ. Thưa quý vị, xin được trân trọng kính mời ảnh viên áo cưới Thanh Kiếm ở quê hương Kỳ Sơn hãy ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất mà chú rể và cô dâu nên nghĩa vợ chồng sánh giúp cùng nhau từ đây và mãi mãi về sau. Chúng giây phút thăng hoa ở đây, trân trọng kính mời đôi bạn trẻ đến với nghi lễ kỳ diệu sân banh. Xin được trân trọng kính mời chú rể đón nhận trai tiểu hồng ngày cưới ngày yêu thương của mình. Hãy sốc thân mạnh và mở thân kêu hạt thể quý vị tất trạch tùy. Hạnh phúc trăm năm, hạnh phúc nhà, thắm tinh trông vô, đẹp tình thân gia. Thay mặt cho ban tổ chức lần tổng loạt báo tin vui và tin trọng giới thiệu phía họ nhà trai, ông Tân Bất Hậu, bà Nguyễn Thị Hương ở xóm 6, xã Kỳ Thuận, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà. Xin chúc trong gia lần lượt thân yên tình nghĩa thông gia kéo sơn mạng đông. Chúc chúc để cô sâu sống với nhau đến đời đời nở hoa và kết tài.
rượu này, rượu tứ, rượu tình, rượu lân, rượu phương, rượu bình với ta. Rượu này công tâm tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng trong ngày cưới dùng ngọc vừa mới vô qua, đặt từ Paris mang từ Việt Nam Airlines để chúc hạnh phúc cho chú đỉnh và cô dâu nên duyên vợ chồng. Xin mời chú đỉnh và cô dâu hãy chung tay nhau xây đắp lâu đài phúc của mình qua tháp rượu sâm banh và biển vững. Đó là những ly rượu sâm banh mà chú đỉnh và cô dâu đã từng mơ ước, anh đã mơ về nơi nhà và những đứa trẻ. Chúng đi chung tay rót chén rượu đầy, dấu cay dấu nhạt xin đừng quên nhau. Vợ chồng như cô dâu cùng nhau nắm chặt đôi bàn tay nhau để đến với cái đích là hạnh phúc trăm năm bên nhau trọn đời. Mời cái nhạc hãy nổi nhạc lên, TV Việt Nam hãy vang lên một lần nữa, thật là chúng tôi thật sơn giã TV. Chân trọng cảm ơn TV rất là nhiều. Dòng thời gian cứ đứng đầu tôi đi, tờ lịch sắp đỏ còn đi, ngày lành tháng tốt chúng mình bên nhau. Hôm nay đây đang chúng tôi đã chỉ vào con số linh. Vâng, chú rể của đây và cô dâu cũng ở đây. Kính thưa quý vị, những tia sáng của tình yêu mà chú rể và cô dâu đang nắm chặt từ đây và mãi mãi trọn đời. Xin mời chú rể và cô dâu hãy quay ngồi vào nhau, hãy chọn tay vào nhau đi ạ. Vâng, thả lòng cơ thể ra chú rể ơi. Và từ đấy 1, 2, 3, chú rể cô dâu hãy cùng nhau thưởng thức ly rượu này cưới của mình. Quý vị chúng ta hãy cùng nhau đến với những món ăn đầy ý nghĩa và quan cho hai con trong buổi trưa nay. Chính vì vậy giờ chúng ta đây trân trọng kính mời quan viên hỏi nhận tay những ai cần những món quà. Xin quý vị, đúng là ai chấp cánh cho chiếc ghế bay về tổ, ai mở đường cho kẻ kẻ gặp nhau trong quãng đời bao la vũ trụ ấy. Trời đất lại tạo hóa số phận cho chú rể và cô dâu sống với nhau đến trọn đời nở hoa và kết tái. Trong sân khấu là chú rể và cô dâu đón nhận những tình cảm, những món quà yêu thương từ quan viên họ nhà trai khi tới với bạn bè trong buổi trưa nay. Những món quà đến từ quan viên hoặc nhà tay dành tặng cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại đất sao hòa có không cha mẹ họ hàng đám say, bàn tay nắm chặt vào tay để lên hạnh phúc và đầy yêu thương. Vâng, chú rể cô dâu đang đón nhận những tình cảm, những món quà vật thể đến từ quan viên họ nhà trai thân thương. Thưa quý vị, đúng là dâu hiền thể thảo là tiên, mẹ thương dâu thảo thì nên duyên ở đây. Xin được thay lời cho ban tổ chức, thay lời cho chú rể cô dâu ghi nhận và cảm ơn những tình cảm, những món quà như hai em. Và tiếp theo chương trình ngay sau đây xin được trân trọng kính mời những món quà đến từ quan viên đại gia đình họ nhà gái thân thương. Xin mời quý vị, với một ngày đẹp lung linh hạnh phúc và lãng mạn thăng hoa, cùng với đó là những món quà yêu thương đến từ quan viên họ nhà gái mang với sắc màu của quê hương Nghệ An về với quê hương kỷ thượng chúng ta. Quý vị chúng ta dành tặng cho quan viên họ nhà gái quý vị ơi. Trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay thật lớn cho hai bên gia đình rất là nhiều.
Và giây phút hạnh phúc ngày nay, cho phép tôi xin được thay lời cho trung tâm tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng trong nghề cưới Dùng Ngọc. Xin được trình trọng tuyên bố chương trình gia đình nhạc một ngày phúc chúc tượng lại cho chú rể và cô dâu. Xin chân được khai quân chương trình đất quang ngày sau đây. Cảm ơn ngày phúc. Cảm ơn người với hạt vô tức bên nhất. Thank you.
sớm mai bình yên lành, làn môi như cất tiếng hát đón chào anh bình minh. Kẻ nói với em 1000 lời yêu thương để được thấy nụ cười trên đôi môi em. Nhớ lại về một ngôi sao mang tình yêu, về một cô gái với mái tóc và đôi môi xinh dịu kỳ. Nhớ những lúc em cười làm con tim anh sao xuyến, thật hạnh phúc những khi có em kề bên. Cảm ơn em vì tình yêu mà em đã trao đổi với anh. Hôm nay anh sẽ mãi yêu em nhiều hơn hôm qua hỡi người. Mong cho con tim của em được yêu thương và tình yêu đôi ta không cách xa. Mong nụ cười mãi trên đôi môi của em là ngày đầu tiên ta quen nhau, đôi mắt ôi sao tuyệt vời. Nhớ những lúc tay cầm tay trong hạnh phúc, là anh biết có em kề bên anh trọn cuộc đời. LOVE love là gì? Làm sao có thể tìm kiếm định nghĩa của tình yêu là gì? Có chăng là hạnh phúc đi đôi cùng nỗi đau, luôn mong manh và quý giá như đôi ta đi cạnh nhau. Hạnh phúc là gì? Đơn giản như không hề lạ, một cái ôm thật chặt từ đằng sau, các ta nhìn, các ta nắm lấy tay nhau. Một nụ hôn bất ngờ nhưng làm anh hạnh phúc, các em dựa vai anh chỉ là một lúc. Các em làm anh yêu khi em cười, khi em nói, khi em khóc, những chuyện buồn thật khó nói. Tức tắc thời gian trôi qua, mỗi ngày và mỗi phút. Tức tắc thêm càng nhiều, mỗi giờ và mỗi phút. Thương rồi đừng bắt anh phải dừng lại, con tim này đã yêu rồi không thể nào bắt anh dừng lại. Có một sớm mai bình yên lành, làn môi như cất tiếng hát đón chào anh bình minh. Khẽ nói với em 1000 lời yêu thương để được thấy nụ cười trên đôi môi em. Nhớ lại về một ngôi sao mang tình yêu, về một cô gái với mái tóc và đôi môi xinh dịu kỳ. Nhớ những lúc em cười làm con tim anh sao xuyến, thật hạnh phúc những khi có em kề bên. Cảm ơn em vì tình yêu mà em đã trao đổi với anh. Hôm nay anh sẽ mãi yêu em nhiều hơn hôm qua hỡi người. Mong cho con tim của em được yêu thương và tình yêu đôi ta không cách xa. Mong nụ cười mãi trên đôi môi của em là ngày đầu tiên ta quen nhau, đôi mắt ôi sao tuyệt vời. Nhớ những lúc tay cầm tay trong hạnh phúc, là anh biết có em kề bên anh trọn cuộc đời. Xạo quá chỉ cần yêu em thôi, những thứ khác đừng lo vì chỉ là chuyện nhỏ. Em sẽ là một nhà thơ gửi tình yêu vào trong gió, còn anh là họa sĩ vẽ nốt nhạc băng lấy nó. Bao nhiêu giấy bút chẳng đủ viết về đôi ta và anh hứa rồi đó nha. Cấm buông lời và cấm anh nói rời xa nhau, chỉ cần anh kêu một tiếng em hứa bên anh suốt đời luôn nè. Anh chỉ cần yêu em thôi, những thứ khác đừng lo vì chỉ là chuyện nhỏ. Em sẽ là một nhà thơ gửi tình yêu vào trong gió, còn anh là họa sĩ vẽ nốt nhạc băng lấy nó. Dám ca với anh không có ai thương anh bằng em, và không ai đủ ngầu làm gấu của anh đâu. Chỉ được yêu em thôi đó, em mà biết anh nhìn gái á thì chết em nghe chưa hả. Có một sớm mai bình yên lành, làn môi như cất tiếng hát đón chào anh bình minh. Khẽ nói với em 1000 lời yêu thương để được thấy nụ cười trên đôi môi em. Nhớ lại về một ngôi sao mang tình yêu, về một cô gái với mái tóc và đôi môi xinh dịu kỳ. Nhớ những lúc em cười làm con tim anh sao xuyến, thật hạnh phúc những khi có em kề bên. Cảm ơn em vì tình yêu mà em đã trao đổi với anh. Hôm nay anh sẽ mãi yêu em nhiều hơn hôm qua hỡi người. Mong cho con tim của em được yêu thương và tình yêu đôi ta không cách xa. Mong nụ cười mãi trên đôi môi của em là ngày đầu tiên ta quen nhau, đôi mắt ôi sao tuyệt vời. Nhớ những lúc tay cầm tay trong hạnh phúc, là anh biết có em kề bên anh trọn cuộc đời. Cảm ơn em vì tình yêu mà em đã trao đổi với anh. Hôm nay anh sẽ mãi yêu em nhiều hơn hôm qua hỡi người. Mong cho con tim của em được yêu thương và tình yêu đôi ta.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đôi sương mù thắp sáng những con tim dị yêu nhau. Một cuộc sống yêu thương giờ đây cũng vẫn mọi người cho chúng ta cùng vui bên nhau. Ue 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 con tim đang mãi mê. Ue 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 ue. Chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ, trao nhau.